Ta luôn ở đẳng cấp khác và nếu mày muốn đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng chiều chiều tối được phát ra lo. Hà Nội sẽ của tao, thời 2000 năm đều vina. 1000 hay thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, dưới cái tên Bồ Đạt tay mà. Mỗi thằng gặp 200 lên 3 là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club chỉ phát và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cùng nơ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi cái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hốt trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhấp lòng bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thủng sáng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có sai bật sân hàng bộ. Trung tâm bậc nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn. Hà Nội xin của tao. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lộp thiết trên người bộ đầu hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Toa bảo khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân nâng bộ. Trung tâm bậc nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn. Hà Nội xin của tao.